Hồng An chào cả nhà. Và hôm nay Hồng An xin chia sẻ anh em một con neo GT sườn xám 206 hàng mới về nha anh em. Mới về tức thì luôn anh em ơi. Xe là máy là như xe điện anh em, đầu nồi chưa rớt ha. Xe này là mắc cú nha anh em. Nói chơi với xe này là đầu đèn quay y nha anh em ha. Quay y thái anh em. Áo đập hộp như mới luôn nha anh em ha. Xe này chủ xe đi rất là kỹ nha. Đầu nồi chưa rớt, máy rất là ok. Máy êm như xe điện. Giá chỉ có 48 triệu nha anh em. Một con xe 48 triệu bao hồ sơ, bao gửi, bao ship cho anh em nha anh em. GT sườn xám 206 nha anh em ha. Xe này là ốc tái là còn màu lắm anh em. Chiếc xe rất là chuẩn ha. Đi 47.000 cây anh em. Đúng đồng hồ luôn nha anh em ơi. Bao tay là cùm nè, gù nè. Gù có thay mới anh em ha. Bao tay zin nha. Dàn nhám theo xe nha anh em. Rất là đẹp ha anh em ha. Công tắc theo xe nè. Còn vàng hết trơn nha anh em. Công tắc zin của nó nè. Chưa bạc chưa bay nha anh em ha. Ve vẫn còn theo xe nè. Chưa thay luôn nha anh em. Dàn nhám của nó nè. Rất đẹp. Bao tay theo xe nè. Gù có thay mới nè. Máy là như xe điện luôn nha anh em. Nhích cái là nhóm nhóm ha. Dàn hơi rất là bốc. Nhích cái là nhóm nhóm ha. Anh em coi anh em. Dàn nhám của nó nè. Còn rất là đen ha. Phục nè anh em. Zin theo xe nha anh em ha. Ốc tán còn vàng nha anh em. Bảy màu nha anh em. Heo chưa chạy luôn anh em ha. Lát cuộc còn luôn nha anh em. Rất là rõ anh em ha. Mâm quá đẹp. Siêu phẩm nha anh em ha. Chỉ có 48 triệu bao hồ sơ nha anh em. Quá trời anh em. Áo là không một vết chạy luôn anh em ha. Rất đẹp ha. Áo không một vết chày. Bô như cây kiếm nha anh em. Đi phục anh em. Cạch tay trong cạch tay ngoài rất đẹp nha anh em. Không có bị dợp bị bung ha. Gấp. Quá trời. Triệu nha anh em, bao hồ sơ, bao gửi, bao ship cho anh em nha. Xe này sườn như mới luôn nha anh em. Máy đang ngổ anh em ơi. Có hình 20.000 cây cho anh em mình đi nha. Trong vòng một năm 20.000 cây. Anh em cứ chạy thoải mái luôn nha anh em. Quá trời đẹp. Máy đang ngổ anh em. Không lạnh. Đẹp quá anh em ơi. Nhám theo xe tới giờ nè. Nhám theo xe. Rất là đen ha. Chìa khóa anh em ha. Ổ khóa đẹp. Duy nhất còn một chìa nha anh em. Chảng ba chưa mở, chưa canh chỉnh đâu nha anh em. Không có đâm đụng té ngã đâu anh em ơi. Ổ khóa. Duy nhất một chìa anh em ha. Chìa zin theo xe. Cục xăng lớn nè. Rất là mới ha. Cúp sơn còn nữa không? 48 triệu nha anh em. Quá đẹp. Để yên anh em. Da yên có bao rồi nha anh em ha. 206 nha, sườn xám nha anh em. Hơi bô nè. Rất là chắc anh em ha. Đèn thường tan còn vàng hết trơn, chất bọc của nó đúng. Đẹp quá anh em ơi ha. Anh em mình nhanh chốt nha. 48 triệu bao hồ sơ, bao gửi, bao ship cho anh em nha anh em. Cặp tay 2 nè. 206 nha anh em. Sườn xám ha.
chống nghiêng chống đứng theo xe còn nha anh em, tần số anh em, lóc không có dập không có bung nha anh em ha, bảy màu hết trơn nha anh em, mặt báo trái tim anh em, mặt là mới anh em ha. Số máy của nó nè anh em, 04 nha anh em ha, 04 043 nha anh em. Ti phục zin nè, ti phục là nhìn biết liền anh em ha, theo xe nè, chân phục đi đeo lâu nó phải xét anh em, đóng tan anh em, cái nhôm đi lâu nó sẽ đóng tan nha, không có nó mới bóng lưỡng được cho anh em, kể cả xe cộp cũng vậy luôn anh em ơi. Cái chân nhôm nó đều xuống màu hết nha, theo năm tháng nha. Đẹp. Em xiên vài rửa lên nha, rất là dơ anh em ơi ha. Xiên vài rửa. Đóng sình đóng bợn dưới đầy chân nha anh em. Xiên vài rửa lại nha anh em ha. Rất là dơ. Đặc biệt là máy nó như xe điện luôn anh em. Đắt thuộc còn luôn nha anh em, đẹp, ốc tán nè, còn mở gà luôn nha anh em ha, còn mở gà luôn nha anh em, trong nè, ở dầu xanh lè anh em ha, dầu xanh nha anh em mới đúng nha anh em, xe này do như mới anh em, rất là mới. Đi ít đi á nè, đi kỹ nữa. Được do còn mới tin nè, anh em. Ốc nó còn đẹp luôn nè. Chưa có dấu mở dấu chạm luôn nè. Quá trời đẹp anh em ơi. Bát lòng của nó nè, vừa mới luôn anh thấy không? Quá đẹp. Quá trời anh em ha, mở gà ở trơn nha anh em, 48 triệu lên anh em, nói chung bảo hành anh em 20.000 cây nha, em đi thoải mái luôn nha anh em, chiếc xe như vậy đó nè, hơi xe điện luôn. Tiếng anh em ha. Những chiếc xe là siêu phẩm anh em ha. Máy cọp không nha anh em. Máy siêu cọp luôn nha anh em ha. Thì chỉ có những cục máy này thì mới có khả năng bỏ hành anh em 20.000 ngàn cây thôi anh em, phải không? Những chiếc xe mà máy nó re, nó gùa, nó rồ, nó giọng, nó kêu gõ thì làm sao bảo hành anh em 20.000 cây được anh em. Chỉ có những chiếc xe này, máy này thì mới bảo hành anh em 20.000 cây là rất là bình thường ha. Đó. Rồi, nói chung là xong anh em ha. Chiếc xe rất là đẹp. Nói chung thì nãy giờ Hồng An cũng nói chơi đây anh em ha. Xe này là xe hôm qua Hồng An có lên sóng chiếc Neo GT sườn xám 206. Và xe này cũng đã bán rồi nha anh em. Một người em tin tưởng ở dưới Phan Rang đó, nhờ Hồng An thay bộ áo lại 206, hàng mới của hãng đó. Và xử lý lại cặp phục cho người em mình luôn đó. Và tặng cho người em mình cái chóa đèn quay y 125 nha. Nãy giờ Hồng An cũng nói chơi đây anh em ha. Xe này là xe hôm qua Hồng An có quay clip một chiếc xe mà cái sườn không nha anh em, sườn xám đó. Thì hôm nay là cái xe cũng đã hoàn thành xong hết rồi đó. Thì ngày mai sẽ bàn giao cho người em mình ở dưới Phan Rang, Bình Thuận đó. Chiếc xe thì thay là dàn áo đập hộp của hãng 206, 207, nhưng mà hàng mới anh em ha, hàng của hãng có đun tem đó. Đó. Và giữ lại những cái dàn nhám, nhám zin của nó đó. Chỉ thay dàn sơn thôi, dàn sơn mà có lưu tem nha anh em ha, mới là hàng của hãng nha anh em.
tặng cho người em mình cái chóa đèn quay y ha, làm kỷ niệm cái này tặng riêng cho anh em ha, không anh tặng riêng cho người em mình luôn đó. Và cái phục cũng có bắn nhẹ nha anh em, hôm qua phục nó hơi chày thấy không anh em đó. Cái xử lý nhẹ lại, xử lý phần ngoài đây nha, phần trong là nguyên nha anh em đó. Giờ nhìn là như một chiếc xe rất là mới ha, rất là chuẩn zin luôn. Chung là áo đập hộp mà anh em, nó rất là mới. Bộ áo GT hôm nay không rẻ nha anh em ha, 4 triệu mấy một bộ nha anh em, có luôn cái dàn nhám anh em, 4 triệu mấy anh em ơi, một bộ áo á có luôn tem, có luôn dàn nhám này luôn, 4 triệu mấy anh em. Và những cái áo nhám này nó rẻ lắm, anh em không lấy dàn nhám thì nó bớt được như là cỡ 300 ngàn đó, coi như là còn tầm cỡ 4 triệu ha, một bộ áo mà không lấy vàng nhám đen á, tầm cỡ 4 triệu đó anh em. Mà anh em thay vô anh em nhìn cái xe đã anh em, chứ anh em mình chơi xe mà nó chày, nó nứt, nó bể, nhìn nó kỳ lắm. Giờ nó không bể đi, nó chày cũng cảm thấy nó xấu anh em. Bây giờ không ăn lên một con xe mà áo mới nè anh em, nhìn anh em rất là đẹp anh em ha đó. Cho dù nó là hàng mới của hãng nhưng mà nó xài cũng được 5 năm 7 năm ăn thua mình giữ rồi anh em. Chứ anh em xài áo của hãng theo xe tới giờ thì nó chày đó, rồi nó chày rồi nó bị xước, nhưng cái chấu ngàm nó nhiều khi nó cũng bị gãy anh em đó, nó rung, nó rè, nó bị gu á, chạy nó bực bội lắm. Anh em thay bộ áo mới nhìn nó đẹp hơn, và trong cái chiếc xe của mình nó đẹp anh em đó, thì mình thay bộ áo vô nhìn nó cứng xe lắm, rất là đẹp. Mình mình cũng dạy gì mình xài những bộ áo cũ nó chày quá chứ anh em, chày thì mình thay đi ha, không bao nhiêu tiền hết. Khi nào bộ áo cũ mà nó còn đẹp thì mình giữ, còn chày quá, xước quá, nứt quá thì mình thay, thay bộ áo mới xài thêm 4-5 năm nữa thay tiếp. Không, quan trọng là cục máy mình nó chắc, chiếc xe nó có thì mình thay nó rất là đẹp. Chỉ xài những cục máy mà nó nhão nhẹt anh em đó, cục máy nó đã tệ rồi anh em thay cái nào thay ha, dựng cái nào dựng, cho nó cũng là một chiếc xe mà chạy nó cũng chẳng có sướng anh em, chạy nó gùa, nó ré, nó xè, nó hú, nó giọng. Anh em có làm đẹp cái đầu đẹp anh em chạy cũng chán và những cục máy mà nó đã đỉnh ha, chiếc xe có anh em thay đi, thay nhìn vô chiếc xe nó rất là ok luôn, bắn nhẹ cặp phục thôi anh thấy không, rất đẹp anh em thấy không đó. Cục nó chày nhìn nó xấu lắm đó, có sao đâu anh em, rất là đẹp thấy không. Chứ mình cứ tối ngày cứ nghĩ quan niệm là zin, zin mà nó chày nó móc hết trơn đó, nó đẹp đẽ gì đâu anh em, thấy không. Quan trọng là phục phải đúng, đúng phục, đừng có thay những cái phục Trung Quốc hay phục lô vậy anh em. Đó. Một phục zin mà mình xử lý lại thôi, dặn nhẹ thôi, rất đẹp rồi anh em thấy không. Phục của nó là theo xe nè, thấy không đó, rất đẹp. Quan trọng là mình biết cách xử lý, biết cách dọn anh em đó. Nhìn rất là đẹp thấy không? Và Hồng An là cái xe này Hồng An giữ là cái mỏ, kiếm một cái mỏ bỏ về zin nè, Hồng An giữ lại cho người em mình nè, bỏ về zin nè anh em thấy không đó. Mỏ về này không có thay nè đó, mặt nạ không thay nè, đầu đèn chóa đèn giữ zin nè, chỉ thay cái phần ốp ốp sau thôi đó. Nhìn nó chắc chắn hơn anh em thấy không. Cái nào mình biết xử lý là xử lý lại cho người em mình nó đẹp, nó chuẩn hơn. Chứ cái mỏ về mà nhìn lên nó trắng tươi à là biết là thay rồi anh em thấy không. Nó mỏ về nè, còn về zin nè thấy không, nó rất là đẹp đó. Nhìn lên là tưởng zin đúng không đó. Rồi bên trong mình thay thôi, mặt nạ cũng vậy luôn, đầu đèn cũng vậy luôn đó. Vàng nhám là giữ zin hết rồi. Ok, clip cũng đã dài rồi nha anh em, Hồng An chia sẻ cho anh em những cái kiến thức để mình biết sau này mình mua những chiếc xe mình có thể mình thay vàng áo, thay vàng nhựa gì đó, xử lý vàng bạc giảm tút lại chút xíu cũng không có quan trọng vấn đề gì đâu anh em ha. Quan trọng là cục máy nó chất lượng, nó đỉnh, chiếc xe nó có thì anh em cứ thay càng chỉnh sửa càng đẹp đó. Không có vấn đề đặt nặng vô cái xe zin anh em. Chứ khi nào một chiếc xe mà nó cọp á, mười mấy ngàn cây, vài ngàn cây thì mình đụng vô cái giá trị nó mất. Còn cái xe 40 mấy triệu mà anh em rất là bình thường, 40 mấy triệu anh em tranh chỉnh sửa lặt vặt vài triệu mà chiếc xe nó rất là cọp luôn anh em thấy không đó. Xe này không ăn bán cho người em mình có 48 triệu rồi,
đó, mà thay vàng áo luôn nha anh em. GT 206 sườn xám anh em đó, tặng đi cho người em mình nè, cái chó đen luôn đó. 48 triệu bao hồ sơ, bao gửi luôn anh em, quá ok anh em ha, bao ráp luôn, bao chỉnh sửa, bao dặm luôn. Rồi kiếm đâu ra một cái cửa hàng như vậy anh em, chỉ có riêng kênh xe máy Hồng An thì mới có những cái trách nhiệm ha, bảo quản bảo hành cho anh em những cái chiếc xe đỉnh nhất, chất lượng nhất, phục vụ cho anh em mình chơi đam mê cho anh em ha. Rồi số điện thoại xe máy Hồng An, anh em có nhu cầu mua bán trao đổi xe hãy liên hệ Hồng An nha anh em. Rồi bye bye cả nhà, bye bye.